Sau một cuộc điện thoại của gia chủ, em Huyền chạy thật nhanh đến vị trí của căn biệt thự ngay tại ấp Tiền Lân, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn để review cho cả nhà. Khi bước tới đây thì điều đầu tiên em cảm nhận đó là có căn biệt thự của mình có một vị trí vô cùng đẹp và mức giá hợp lý vô cùng, rẻ hơn một căn nhà phố ở trên Gò Vấp cũng như là quận 12. Cả nhà hãy cùng em Huyền mình khám phá hết video và em sẽ báo giá trong quá trình mình tìm hiểu vị trí và căn biệt thự ngày hôm nay. Cả nhà có thể nhìn thấy tổng quan khu vực xung quanh phía bên ngoài của căn biệt thự với hướng đông nam. Bề ngang là lên tới 8m và chiều dài lên tới 22, một trệt một lầu và bên trên mình có tum hướng đông nam, một hướng mát mẻ cả ngày. Không gian phía bên đây là mình theo hướng tay em mình có thể nhìn thấy ra khu vực những cái căn nhà và ngay trạm sát bên là trạm y tế xã Bà Điểm này. Một con đường rộng và khu vực này là khu dành để xây những căn biệt thự bề thế và hoành tráng. Những khu đất này là có chủ nhân hết rồi và sẽ được xây dựng trong nay mai. Và hướng xa xa đó mình cũng có những cái căn biệt thự được xây dựng đầy đủ hết. Khu vực mà bên khu xung quanh đây này đó, rất là nhiều những căn nhà cao tầng. Phía bên đây khu dân cư mình cũng đông vui và con đường đây mình dẫn ra ngay sát bên với lại trường học Phan Công Hớn. Một mức giá phải nói là ngày hôm nay khách hàng mà được sở hữu căn nhà này thì em nghĩ là một điều vô cùng hạnh phúc. Cả nhà mình di chuyển ra không gian phía bên đây để mình cùng tìm hiểu khu vực xung quanh. Mình nằm trong một khu vực bàn cờ thông ra được rất là nhiều nơi. Theo hướng này nếu mà mình muốn di chuyển về khu vực trung tâm của Sài Gòn rất là gần ha, chỉ một trục thẳng thôi, mình đã di chuyển ra rồi. Chủ của nhà mình cũng đang rất là ngộp sẽ bán nhanh căn biệt thự này. Đây là con đường chính của nhà mình ngay ấp Tiền Lân và sát bên nhà mình thì có một trường học, đó là trường Phan Công Hớn. Theo hướng này mình sẽ di chuyển ra được về khu vực bến xe An Sương, chỉ có 2 cây rưỡi và sát bên với lại Tân Bình rồi. Vị trí mình di chuyển về khu vực trung tâm rất là gần luôn. Từ căn nhà mình thì có rất là nhiều tiện ích này, trường học cũng như là trạm y tế xã Bà Điểm sát bên. Ngay chợ Bà Điểm chỉ có 700m thôi cả nhà. Vị trí giao thông đi lại thuận tiện và ở đây là con đường rất là rộng. Vị trí của nhà mình một căn biệt thự với một diện tích là ngang 8, chiều dài lên tới 22, có hướng đông nam. Rồi cả nhà mình đã cùng em Huyền tham quan dạo quanh một vòng khu vực xung quanh cũng như là những tiện ích của căn nhà. Bây giờ thì em mời tất cả mọi người di chuyển vào bên trong để mình cùng em tìm hiểu chi tiết bên trong của căn biệt thự. Cũng có hai lớp cửa để di chuyển vào bên không gian bên trong của căn biệt thự. Có lớp cửa 4 cánh phía bên đây, mình di chuyển xe hơi vào khu vực bên đây cũng được. Và nếu mà di chuyển bên lớp cửa cuốn này, di chuyển thẳng vào bên trong. Không gian phía sân ngoài của mình khá là rộng và có những điểm nhấn phía bên tay phải em Huyền là những hòn non bộ này, cây cối và lối đi vào bên trong khu vực chính của căn nhà. Một lối bên hông bên đây mình cũng có những tiểu cảnh, những không gian xanh tạo nên một điểm nhấn phía bên ngoài cho căn biệt thự. Phía bên trên đây cả nhà thấy là nguyên căn nhà cũng được gia chủ mình làm những cái đường song sắt bảo vệ. Và căn biệt thự được xây dựng vẫn còn chừa một lối bên hông để tạo lên độ thông thoáng, mát mẻ, lấy không khí lưu thông cho không gian của căn nhà bên trong. Phía bên đây mình cũng có cả cửa lối dẫn vào bên phía sau của bếp, nhưng mà do gia chủ mình hiện tại là không có ở đây nên là sẽ sử dụng nơi đây là để những vật dụng không cần thiết, đồ đạc này, làm một cái kho nho nhỏ. Đây mình cũng có cả cửa cuốn luôn nhá. Lối đi vào bên trong căn nhà mình có 2 lối đi luôn, một lối đi chính bên đây và bên khu vực này mình cũng có thêm một lối đi nữa. Cửa thì cũng được làm bằng cửa xi pha vô cùng chắc chắn. Căn nhà này là gia chủ xây dựng để ở nên là rất là kiên cố và chắc chắn. Mình đã bước vào không gian phía bên trong. Phải nói là ngày hôm nay căn biệt thự với hướng đông nam, một hướng đã mát mẻ rồi. Và gia chủ lại còn thiết kế thêm rất là nhiều lớp cửa cũng như là khu vực bên
không, mình có cả những khu mà làm bằng kính cường lực thông thoáng cho toàn bộ căn nhà. Mình thêm một lớp cửa ở đây cũng được sử dụng là chất liệu kính cường lực vô cùng chắc chắn này, làm thêm một lối đi ra đi vào. Đây là mình có ốp gỗ. Không gian tiếp khách, một bộ bàn và thêm cả một bộ bàn nho nhỏ ở đây này. Không gian mở của căn nhà này rất là nhiều. Bên trên là có kết hợp hệ thống đèn trần chiếu sáng, một trệt, một lầu và có tum. Tất cả là mình có 3 phòng ngủ, 3 nhà vệ sinh. Không gian phía bên đây mình có kết hợp thêm một khu, đây là nhà vệ sinh và lối đi lên trên có những điểm nhấn. Đây là mình cũng có thêm cả một lớp cửa để mình di chuyển ra bên hông, nhưng mà do gia chủ đang để đồ nên là mình sẽ đóng lại cái lớp cửa. Liên thông vào không gian phía bên trong. Không gian bên trong rất là rộng, do bề ngang của mình lên tới 8m và chiều dài lên tới 22m nên là căn nhà được bố trí vô cùng thông thoáng. Phía bên trong đây mình cũng có một khu bàn, ngồi đây mình cũng có thể là tiếp khách ngồi chơi, vui chơi và sử dụng những món ăn cũng như là kết nối các thành viên trên không gian phía khu vực phía sau. Khu bếp nấu ăn này được thiết kế theo một lối thiết kế cũng khá là hiện đại. Khu bếp nấu ăn, có cả khu vực nhà vệ sinh. Đây là khu bếp nấu ăn. Căn nhà được xây dựng rất là chắc chắn. Từ vị trí của căn nhà mình muốn di chuyển thẳng về khu vực trung tâm của thành phố quận 1, gần lắm luôn, nguyên một trục thẳng khu vực nhà vệ sinh này. Tổng thể từ trong ra ngoài cho toàn bộ căn biệt thự ngang 8 chiều dài lên tới 22. Khi khách có nhu cầu và yêu thích vị trí của căn biệt thự này thì nhấc máy gọi ngay với em Huyền. 8.6 tỷ vẫn còn được thương lượng trực tiếp với chủ nhà. Gia chủ cũng rất cần tiền nên là em nghĩ là một mức giá này sẽ được giảm giá sâu nữa. Nên là khách cứ yên tâm khi nhấc máy gọi ngay với em, một mức giá thương thảo rất tốt đang chờ mọi người. Bây giờ cả nhà mình cùng tiến lên trên tầng đầu tiên với em nhé. Bên trên đây lối đi lên cũng được gia chủ ốp bằng đá hoa cương. Mình đã tiến lên tới không gian tầng đầu tiên. Tầng đầu tiên mình có 2 phòng ngủ, khu vực ngoài ban công và lối bên hông nhà mình này. Phía sau có cả khu không gian mở phía sau, có căn phòng này. Mình ra không gian phía sau này. Phía sau nhà mình chiều dài lên tới 22. Và bên trên này cũng được chủ mình làm những cái đường song sắt bảo vệ bên trên và có lợp mái che hết rồi. Kết hợp khu vực nhà vệ sinh phía sau. Mình vào ở bên ngoài này mình có lối ở phía bên ngoài rất là rộng này. Phòng ngủ đầu tiên. Rộng, các nội thất cũng để lại cho những khách hàng. Căn phòng tiếp theo, khu vực nhà vệ sinh này. Phòng ngủ số 2. Do căn phòng căn nhà mình thì không có người trông coi ngoài ban công. Mình có nhìn thấy ra khu vực trường học Phan Công Hớn. Phía trước
khu vực xung quanh. Và phía căn nhà đó chính là trạm y tế, những căn nhà sát bên này. Khu lối ban công mình có thêm một cửa lối ra vào ở đây. Hướng bên hông. Rồi mình tiếp tục mà di chuyển lên những tầng bên trên. Căn nhà rất là rộng và chắc chắn. Vị trí thì giao thông đi lại vô cùng thuận tiện. Mình cùng em di chuyển lên tầng bên trên. Ở lối đi lên trên này thì gia chủ ốp gỗ. Mình lên tầng áp mái. Trên tầng áp mái này mình có thể để coi set up một căn phòng. Khi khách có nhu cầu về căn biệt thự tại ngay tại xã Tiền Lân, Bà Điểm, Hóc Môn thì hãy nhấc máy gọi ngay với em nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.